Textual là một trong các cái kiểu tô mà Corel hỗ trợ chúng ta để chúng ta có thể dán một cái chất liệu cho đối tượng mà chúng ta vẽ ra. Thế thì để thực hiện thì chúng ta vào Interactive Fill, và trong trường hợp mà các bạn không nhìn thấy nó ở đây thì các bạn cần phải tô trước một cái kiểu gì đó, sau đó các bạn chuyển. Còn nếu không thì các bạn có thể sử dụng cái phần lệnh này để các bạn đưa nó ra ngoài luôn. Thực ra thì cái Corel thì nó luôn luôn là ưu tiên những cái công cụ nào mà nó cho rằng là dùng nhiều nhất, cho nên có một số thứ thì nó giấu. Đấy. Thì các bạn có thể gọi nó ra bằng cách là chọn vào cái Quick Custom này. Sau đó thì các bạn có thể chọn đưa ra ngoài. Đâu rồi? Texture. Tại sao nó lại không ra ngay đây nhỉ? À đây, nó giấu đây. Thế nên nếu thế thì để xem nào, chúng ta có thể kéo được nó ra không. Xem nhé, chúng ta có thể là chuột phải vào đây, bỏ cái lốc tuôn ba đi xem nào, và xem có kéo được không, cũng vẫn không kéo được. Ok, nếu vậy thì thôi, giả lại. Đây, nếu thế thì các bạn sẽ bấm vào đây nhé, bấm vào cái mũi tên nhỏ ở đây, đấy thì nó sẽ mở ra và cho chúng ta nhìn thấy thêm những cái chất liệu. Bấm vào Texture thì nó sẽ mở cái hộp thoại Texture ra, và sau đó thì các bạn sẽ được gán trước một cái mẫu, gần như cái mẫu đầu tiên mà nó tìm thấy ở trong cửa sổ Texture. Và để điều chỉnh thì các bạn có thể là điều chỉnh ngay ở trên cái thanh Property, hoặc là các bạn muốn chỉnh sâu hơn thì các bạn vào Edit Fill. Theo tôi thì nên mở cái Edit Fill ra thì nó sẽ làm việc tốt hơn, tại vì trong này nó cung cấp cho chúng ta một cái nhìn mà nó tổng thể hơn. Thế thì chúng ta có những cái mẫu tô. Trước hết là chúng ta xem ở đây là nó đang nằm ở trong cái thư viện nào. Thì mẫu Texture thì là nó sẽ cung cấp cho chúng ta những cái dạng mô phỏng chất liệu. Đó, mô phỏng chất liệu. Và ở đây thì chúng ta có thể gặp rất là nhiều chất liệu khác nhau, từ chất liệu gạch đá, xi măng, vải, vóc, rêu, cáp, rồi thì các bản mạch điện tử, rồi thì dung nham núi lửa. Nói tóm lại là cực kỳ nhiều dạng chất liệu khác nhau, và các bạn thiết kế cái gì mà các bạn cho rằng là nó sẽ đem được, nó cần một cái chất liệu gì đó, thì chúng ta sẽ lục ở trong cái thư viện mẫu tô Texture này để chúng ta đưa nó vào trong thiết kế. Và trước hết thì chúng ta xem là nó cung cấp cho chúng ta những cái gì. Thì nó cung cấp cho chúng ta theo các thư viện như thế này: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thư viện khác nhau. Và khi chúng ta chọn một thư viện thì nó sẽ hiển thị ngay cái list, cái danh sách các mẫu texture mà nằm ở trong cái thư viện đó. Bằng cách là bấm vào mũi tên ở đây thì chúng ta có thể quan sát được toàn bộ những cái mẫu tô mà nó cung cấp ở trong một thư viện. Và chọn cái nào thì các bạn đơn giản là bấm vào cái đó thì nó sẽ gán luôn cho chúng ta. Thế đến đây thì chúng ta sẽ xem thêm, tức là cái cách thức để mà chúng ta có thể cá biệt hóa hoặc là làm thay đổi nhỏ nhỏ trong cái mẫu tô. Thì phần giữa này và phần bên phải là những tham số mà nó liên quan tới cái mẫu tô, bao gồm các cái tham số, ví dụ như là mật độ, rồi thì ánh sáng, rồi thì các cái kết cấu chất liệu, cũng như là về màu sắc, vân vân. Thì trong các cái tham số này thì tùy vào mẫu chất liệu và công thức mà tạo ra nó thì nó sẽ có những cái tham số rất là khác nhau. Có những cái bảng mà nó dài dằng dặc, nó cực kỳ nhiều, cũng có bảng nó chỉ có 1-2 cái tham số thôi. Và các bạn để ý là ở trong cái mẫu như thế này thì thường là sẽ có rất nhiều các tham số mà nó bị khóa. Thế nhưng mà cũng có những tham số thì nó mở khóa, và chúng ta sẽ có một cái nút lệnh gọi là nút lệnh randomize. Ở các cái phiên bản thấp hơn thì thường là cái nút randomize này thì nó sẽ có một cái tên hơi khác một tí, lâu quá rồi tôi không nhớ nó là cái gì. Thế nhưng mà nó sẽ nằm ngay dưới cái cửa sổ mà duyệt mẫu này này.
thì các bạn chỉ cần là bấm vào cái nút randomize ở đây hoặc là ở trong cái phiên bản cũ thì các bạn bấm vào cái nút lệnh ở ngay dưới cái cửa sổ này, thì mỗi lần bấm thì nó sẽ thay đổi một vài tham số đi, dẫn tới là cái mẫu kết cấu này nó cũng sẽ có những thay đổi nhỏ nhỏ. Về cơ bản nó vẫn là chất liệu đó, nhưng mà về mặt cấu trúc, về mặt sáng tối và màu sắc có thể là nó sẽ thay đổi ít nhiều để nó tạo ra một cái biến thể khác dựa trên cái chất liệu đó. Thế và chúng ta có một số các cái tùy chọn, đó là phần option. Option thì nó can thiệp chủ yếu ở đây là về cái kích thước của một cái ô chất liệu mẫu nó là bao nhiêu. Về mặt nguyên tắc đây thì gọi là mẫu tô texture, mẫu tô chất liệu, nhưng bản chất của nó thì nó vẫn tô theo cái kiểu là lát gạch, có nghĩa là một ô sau đó lại một ô, nó cứ xếp đặt cạnh nhau để tạo nên một cái diện tích lớn hơn. Và do đó thì ở trong cái phần texture option này thì các bạn có hai cái trường, một trường ở trên này là bitmap resolution, nó sẽ giúp cho các bạn là thiết lập cái độ phân giải của cái mẫu tô này nó là bao nhiêu. Thường thì mặc định nó để ở 300, tại vì là ưu tiên của Corel là thiết kế để in ấn, do đó thì nó để luôn với cái độ phân giải để các bạn có thể in ấn. Thế còn cái phần texture size limit này thì nó sẽ cho phép các bạn gán cái tham số lớn nhất của cái của một cái mẫu texture đó nó là to bao nhiêu. Đấy, và thường thì là nó sẽ theo hình vuông. Thế ở đây thì các bạn có thể là thiết lập lại là kích thước khác nếu như các bạn muốn. Thế còn cái phần mà transformation thì nó cũng tựa tựa như là những cái mẫu mà trước đó mà các bạn đã được trao đổi, có nghĩa là về tọa độ của cái mẫu tô này, góc xoay này, góc kéo xiên này, rồi kích thước cái mẫu tô đó khi mà áp dụng vào trong cái đối tượng của chúng ta thì nó sẽ được thiết lập riêng cái kích thước chiều rộng hoặc là chiều cao khác nhau. Thường là nó là vuông, nhưng nếu các bạn thích thì các bạn có thể là thiết lập lại được các cái tham số đó theo ý mình. Và tất nhiên nếu muốn cá biệt hóa các chiều thì các bạn phải mở cái khóa ra. Và có thêm một cái tùy chọn nữa, đó là cái phần Transform with Object, để cho nó đảm bảo cái tỷ lệ của một mẫu tô khi mà áp dụng trên một đối tượng nó luôn luôn là giữ tỷ lệ đó. Có nghĩa là gán mẫu rồi, sau đó nếu như chúng ta mà co kéo to nhỏ cái đối tượng chủ ấy, thì các mẫu texture nó sẽ co nhỏ hoặc là phóng to theo để luôn luôn duy trì cái tỷ lệ. Ngoài ra thì các bạn còn có thêm các cái tùy chọn là mirror, lật theo chiều ngang và lật theo chiều dọc. Đấy. Những cái này thì các bạn có thể gán ở trong cái hộp thoại này hoặc ở trên này, thực ra thì nó cũng đã hỗ trợ một số thứ rồi, có nghĩa là các bạn cũng có quyền là bấm chọn cái nút lệnh transform ở đây hoặc là mirror, các bạn có thể làm luôn ở trên này mà không nhất thiết là phải truy cập sâu. Thường truy cập sâu là gì? Truy cập sâu là chúng ta chọn mẫu cho nó to này, cho dễ nhìn này, thứ hai nữa là các bạn thay đổi các cái tham số thuộc về cái tham số ở trong khu vực này. Đấy, để cho nó có thể là tạo ra những mẫu kết cấu nó có khác biệt đến một chút. Thế còn hầu như là trên cơ bản thì các bạn sẽ có những cái sự hỗ trợ rất là tốt ở trên thành property này rồi. Đấy, còn về size thì thực ra thì chúng ta hoàn toàn có quyền là co kéo ngay trực tiếp ở đây. Đấy, cái transformation gần như là chúng ta có thể là xử lý ngay ở trên cái đối tượng. Tại vì là nó cho phép chúng ta tương tác luôn, ví dụ xoay này, đúng không, co kéo này, thay đổi tỷ lệ này. Đấy, thì những cái này thì nó đã hỗ trợ chúng ta cực kỳ tốt ở trên cái mặt của đối tượng rồi, cần đến đâu thì chúng ta thực hiện đến đó, co kéo, kéo xiên đó, xoay lật vân vân. Và tất cả những cái này, ví dụ như các bạn cần mở ra theo các cái chiều lật soi gương để nó tạo thành một cấu trúc xoay 4 ô tạo thành một đồ án khép kín ấy, thì các bạn có thể ấn luôn cả cái này và transform with object đây. Nó giúp chúng ta thêm cả một cái phần nữa là ngoài cái việc co kéo to nhỏ theo đối tượng thì nó còn đảm bảo rằng là đối tượng của chúng ta quay đi một góc độ bao nhiêu thì là cái texture của chúng ta hay là chất liệu tô của chúng ta nó cũng sẽ quay theo bấy nhiêu. Thế thì thực ra thì cái
mẫu texture thì nó chỉ đơn giản vậy thôi. Chủ yếu nhất trong cái quá trình mà làm việc này là các bạn phải bỏ thời giờ ra tương đối nhiều một tí để mở từng cái thư viện này ra. Sau đó thì các bạn quan sát ở trong cái cửa sổ này để các bạn tìm hiểu về cái mẫu kết cấu mà nó cung cấp cho chúng ta, để đảm bảo một cái vấn đề là khi mà tôi cần một cái chất liệu dạng như thế nào đó thì tôi có thể tìm thật nhanh mà không mất công phải đi lục lọi đến tận 9 cái thư viện để tìm ra cái mẫu chất liệu đó. Đấy, khi mà chúng ta đã có được một cái hình dung gọi là mang máng nào đó về cái chất liệu A hay chất liệu B nó nằm ở thư viện nào, thì cái lúc mà chúng ta có nhu cầu thì chúng ta tìm nhanh hơn. Chứ còn đến lúc mà có việc, lúc ấy mới bắt đầu ngồi lục tìm từng thư viện một để tìm một cái chất liệu nào đó thì nó cực kỳ mất công. Đấy là vì số lượng nó rất là nhiều. Thế còn cái cách thức mà sử dụng thì tôi nghĩ rằng là cái cách tô texture thì nó rất là đơn giản như vậy đấy.